Chào toàn thể quý vị khán giả thân mến của DVH Audio. Hôm nay thời tiết Hà Nội rất là đẹp trời và anh em DVH lại ra chỗ nắng để chơi cho nó mát đây quý vị ạ. Hôm nay thì lên cho quý bộ show một cái cố hình âm thanh phải nói là vô cùng đẹp, vô cùng VIP và đồ đến từ DB Acoustic quý vị ạ. Tối hình này thì có một cái điểm rất là đặc biệt, đó chính là sử dụng là súp 60 quý vị nhá. Có một chiếc súp thì mình vẫn tháo lưới từ cái hôm mình quay video test ấy, mình vẫn chưa lắp lưới lại. Mình vẫn để đó, quý vị biết sao, để đó là quý vị mình có thể nhìn thấy được cái độ to của cái vành loa. Đây này, nhìn như này mới thấy là cái núm loa trông nó khổng lồ như nào. Con này nó là côn 151, cái loa nhìn rất là khổng lồ. Nếu mà lắp lưới vào như này thì nhìn nó rất bình thường. Phải tháo cái lưới ra các bác mới nhìn thấy được cái độ kinh khủng của nó. Đấy, cấu hình này thì rất là kinh khủng quý vị ạ. Cấu hình này nhìn thì loa trông nó rất là ít, rất là gọn thôi. Nhưng mà cái lực đập của nó rất là phê quý vị ạ. Rất là phù hợp cho các bác mà đi làm các chương trình đám cưới mà hay vã DJ thanh niên nhảy nhót nhiều, cần cái tiếng súp nó đánh mạnh mà đánh nó sâu, nghe nó như là nghe ở trên ba ấy, thì cấu hình này nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu như vậy, đánh rất là sâu tiếng quý vị nhá. Gồm có ba cặp PH112S, thì hiện tại là cái mã S này là đang là cái mã cao cấp nhất của DB ở thời điểm hiện tại, và mã này thì vừa rồi được sử dụng ở triển lãm Plexo 2024 ở chỗ trước sân Mỹ Đình quý vị ạ. Các hãng đều mang các cái model cao cấp nhất của mình ra đấy, kiểu như là đi chọi gà thì ra đấy nó như là đi chọi loa quý vị ạ. Chắc chắn rồi những cái model cao cấp nhất mới được ra đến đó, chứ không ai mang những cái model bình bình ra đó để thi đấu cả quý vị ạ, mà tiếng chết. Đấy, cấu hình này xếp lên rất là đẹp quý vị nhá. Ba cặp loa này thì sẽ đi với cả ba cái thùng cát xê. Loa đời này nhà hãng thì về cả thùng cát xê của hãng nên là nó rất là đẹp quý vị ạ. Cát xê hãng nó đóng nó rất là khít. Hôm nay thì mình đang không trồng cát xê, tiện anh em nó đang lắp lên cái fly bar này, để lên cái fly bar để điều chỉnh góc nghiêng này cũng được, hoặc là để lên cái cát xê thì nó sẽ như cái bộ đằng sau rồi. Đấy, đang để lên cát xê cũng rất là ok, để lên cái đế cát xê thôi. Đấy, phía dưới là bốn quả súp 60 121N này, cái lực đánh nó rất là kinh khủng quý vị ạ. Bass 60 bao giờ cũng vậy, cái nó cho ra một cái tần số cộng hưởng nó thấp hơn hẳn so với cả cái súp 50 nên là cái tiếng đánh nó rất là sâu, tiếng rất là ok. Đấy, đi kèm với cả hai ví loa là một bộ tủ máy full thiết bị cũng của DB luôn. Đấy, full đồ chơi của DB luôn. Và toàn bộ hàng DB thì quý vị rất là an tâm trong quá trình sử dụng. Đấy, bên hãng thì người ta bảo hành là 2 năm và hỗ trợ bảo trì thì là lâu dài mãi mãi luôn, tức là hết 2 năm thì sau này quý vị có gặp phải sự cố gì thì bên hãng người ta sẽ sửa chữa, sẽ hỗ trợ cho quý vị, và với cái chi phí là rẻ nhất, tức là người ta chỉ tính cái tiền linh kiện thôi chứ người ta không tính tiền công. Đấy, nên là rất là rẻ, rất là ok. Chơi với hãng thì không bao giờ lo về những cái hậu mãi sau bán hàng. Đấy, quý vị có thể thấy này, hai vế loa xếp lên nhìn như này rất là ok. Đấy, loa cứ bằng tầm tay này mà dã thẳng qua tai luôn, tiếng là nét căng nét luôn quý vị ạ. Phía dưới thì mình đang dùng hai cái đế cát xê này để cho loa súp nhé, rất là tiện. Vận chuyển thì nó sẽ không bị xước sát loa vì nó sẽ có các cái góc ra như này, không lo xước sát nhá. Và mình dùng cái xe nâng, nếu mà mình nâng lên xe tải rất là tiện, lồng cái xe nâng vào đây và nâng cả lên. Đấy, rất ok quý vị ạ. Rất là ngon lành. Toàn bộ combo này là hàng mới 100% quý vị nhá, hàng mới 100%. Rất là ok, siêu đẹp luôn. Và khi mà chúng ta đi làm thì kể cả những cái người ta không biết gì về loa đi chăng nữa, người ta nhìn cái cấu hình loa này, người ta nhìn đã thấy nó thấy yêu luôn rồi. Nhìn nó rất là đẹp và nó toát lên một cái nét nó tây. Nhìn cái loa rất là khôn, nó khôn cực kỳ, không như là những cái hàng trong nước, các cái hàng khác cũng là loa nhập đấy, nhưng mà nhiều hàng khác mình nhìn người ta vẽ cái loa trông nó cứ dại dại kiểu gì, trông nó không được đẹp đâu. Nhưng mà DB này thì họ phải nói là họ rất là tinh tế, họ rất là kỹ tính về cái vấn đề ngoại hình tất cả mọi thứ. Nhìn cái phụ kiện này, chốt thông minh nhá, rút nảy này, sơn nhựa này, rồi tất cả mọi thứ này, lưới rồi thanh dây các thứ, nó làm rất là đẹp, nói chung là làm nó đẹp nét căng luôn quý vị, không thể nào mà chê vào đâu được, tất cả mọi thứ nhá, đẹp nét căng, rất là đẹp quý vị. Và treo lên, nếu mà quý vị mà hay đi làm các cái sân khấu sự kiện ngoài trời mà treo lên cơ, nhìn nó mới phê. Treo lên thì nhìn nó, nói chung là nhìn nó phê lắm quý vị, nhìn nó chuyên nghiệp, nhìn nó đẹp làm sao. Ở đây thì gọi là mình tiện trong quá trình sử dụng, thì chủ yếu là các bác đi làm đám cưới hoặc các cái chương trình sự kiện nhỏ nhỏ thì chúng ta hay để luôn lên trên súp như này, thì là nó gọn đẹp và thuận tiện trong quá trình vận chuyển. Có bánh xe ở dưới, nếu quý vị mà cần di chuyển thì cứ thế đẩy qua đẩy lại, rất là tiện, rất là ok quý vị nhé.
Ok, thì ngay sau đây không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái chuyên mục gọi là test nhạc. Ok, test nhạc, test mic, test effect của cái hệ thống này quý vị nhá. Vừa rồi mình có test một chút nhạc sàn, một chút cái nhạc test loa quý vị, phải nói là cái lực đập của bốn cái con súp đơn 60 này đánh nó rất là kinh khủng. Và quý vị chú ý này, dù là 50 hay là 60 thì mình vẫn luôn là đánh giá, mình cảm thấy là hai con súp đơn đánh nó đều mạnh hơn, nó rất là lợi thế, nó lợi thế hơn là súp kép rất là nhiều quý vị ạ. Tại vì có một cái điểm rất là dễ nhận thấy đó chính là cái thể tích thùng loa. Quý vị có thể thấy này, một con súp đơn này cái thể tích thì nó đâu đấy nó bằng phải tầm đến gần 2/3 so với cả một con súp kép rồi. Và hai con súp đơn này thì nó to hơn hẳn một chiếc súp kép luôn. Cái thể tích nó rất là lợi về cái thể tích cộng hưởng quý vị nhá. Cái lực đập nó mạnh hơn hẳn luôn. Mặc dù là công suất vẫn thế, vẫn là hai con bát như vậy thôi, nhưng mà vào hai cái thùng đơn này thì mình thấy là nó đánh mạnh hơn hẳn so với là nằm trong một cái thùng súp kép. Đấy, và phải nói là bốn cái con đơn 60 này thì mình thấy nó đánh rất là kinh khủng quý vị ạ. Bốn con đơn 50 đập đã mạnh rồi, mà bốn con đơn 60 đánh nó còn kinh hơn quý vị ạ. Đánh rất là phê, và đứng ở đây thực sự là đánh vào lúc cảm giác cũng nôn nao đấy quý vị. Nó đánh cái bát, nó đánh vào người, đánh vào ngực này, quần áo, tất cả mọi thứ, lông chân, lông tay, rồi sợi tóc ở trên đầu, đánh nó rung rinh hết cả mọi thứ luôn. Nãy là ấm chén này, tất cả mọi thứ gọi là đánh cho nó nhún nhảy luôn. Điện cam điện thoại cũng rung cả cam điện thoại luôn, rất là phê. Còn đấy là về cái phần nhạc, về cái lực đập của súp. Còn đâu về cái phần tiếng mic thì cái loa 112S thì nó thể hiện quá đỗi ok rồi. Cái tiếng mic nó rất là nghe, nó mềm mại, nghe nó dẻo, dễ nghe cực kỳ quý vị nhá, cực kỳ sắc nét luôn. Nói chung là những cái model cao cấp nhất của một hãng thì bao giờ cũng vậy, bao nhiêu tinh hoa, bao nhiêu tinh túy nhất, bao nhiêu cái thành tựu công nghệ người ta nghiên cứu, người ta sẽ đổ hết vào cái model cao cấp nhất, các cái model đầu bảng của một hãng thì bao giờ nó sẽ là tốt nhất. Nó như điện thoại iPhone thôi, ví dụ như Pro này, Pro Max này, các thứ bản thường này, bản thu gọn này, rồi bản Pro Max thì bao giờ cũng vậy. Thì cái loa này thì nó dạng kiểu như iPhone Pro Max ấy quý vị. Đấy,
full công nghệ luôn, tất cả mọi thứ rất là phê. Và vừa rồi thì cái tiếng hát nó có mềm có mượt thì nó cũng đóng góp bởi một cái công lao rất lớn ở trên cái bàn mixer này. Thì cái bàn mixer MX16 Blue này thì effect nó rất là hay. Cái này nó hai effect độc lập quý vị nhé. Đây mình sẽ test qua một chút cho quý vị nghe này. Đây là tiếng reverb này. Đó, nghe tiếng xì, tiếng reverb nghe nó phê chưa? Còn bên này là bên echo nhá. 1 2 3 4 5 6. Đó. Cái tiếng reverb rất là mượt, nghe cảm giác như mình đang đứng ở trước cái sân khấu lớn ấy, nghe nó vang và nghe cái màu âm nghe nó rất là rộng, nghe phê. Còn đâu cái tiếng echo thì nghe nó quá dẻo luôn. Nhưng vừa nãy thì mình hát cái chế độ là reverb nhiều, echo ít quý vị nhé. Còn nếu quý vị mới đi làm đám cưới phục vụ đa số nhân dân, nếu mà gọi là phục vụ các bà các bác hát không được tốt cho lắm thì chúng ta sẽ để cái chế độ là reverb nó vừa phải thôi. Đẩy echo nó lên. Đây, như này, nhại này là kiểu nhại ở quán karaoke. Đấy, đúng như này luôn, đi hát quán hát, nhại này. Còn nếu mà làm cho MC ca sĩ hoặc là những người ta biết hát một chút ấy, thì quý vị để cái echo nó vừa phải thôi, đẩy reverb nó lên, nó tầm như này. Thì người ta hát nghe nó bay tiếng, nghe nó sẽ phê hơn rất nhiều. Đây, như này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, 6, 6, 6. Đấy, nghe tiếng rất là phê quý vị. Cái bàn mixer này nhá, chú ý là con này bị nhái rất là nhiều. Con này bàn nhái bán 6 triệu mấy 7 triệu nhưng mà không ăn thua. Mấy con bàn nhái effect nghe nó dở ẹc luôn ấy, nghe không thể ngửi được. Phải chơi con bàn hãng này, tiếng effect đấy mình test cho quý vị nghe. Tiếng effect nó rất là mềm, nghe rất là dễ hát, cuốn nhạc cực kỳ luôn. Đấy, hay hay dở là ở cái bàn mixer nó quyết định rất là nhiều. Và thêm nữa là loa DB này, mic DB thì ôi giời ơi, hết được chấm luôn, như cậu với mợ luôn. Nó là đồng bộ một hãng luôn nên là cái sau tiếng nó ra nó rất là hợp tình hợp lý, tức là nó sinh ra để dành cho nhau rồi, nên quý vị có thể nghe tiếng phê cực kỳ, mềm mượt, rõ ràng. Nói đã thấy nó hay rồi, bảo sao hát nó chả hay nữa. Và với một cái combo như này thì chắc chắn rồi, đến một cái không gian đám cưới hay là các cái sự kiện nhỏ nhỏ, chắc chắn là không thể ai có thể chê được một câu nào. Nói chung là cầm mic lên alo hay là đã lấy tiền được luôn rồi, alo đã phê rồi. Quá đỗi là ngon lành, toàn bộ thiết bị các thứ. Nói chung là đồng bộ hãng bao giờ cũng vậy, rất là ngon, quá là ngon, quá là đẹp luôn quý vị nhé. Đấy, thì với cái mức đầu tư là 220 củ thì quý vị đó có thể sở hữu được full combo. Đấy, toàn bộ combo như này, hai vế loa và một bộ tủ máy. Nói chung là full hàng hãng luôn quý vị nhá, rực rỡ tưng bừng luôn. Đi làm là chỉ cần dựng loa lên, có khi chưa cần cắm điện người ta đã khen hay rồi. Có nỗi là ngon lành, ok quý vị nhá. Đấy, thì quý vị quan tâm thì vui lòng qua trực tiếp DVH Audio để trải nghiệm thực tế. Chúng ta phải nghe thực tế mới cảm nhận được cái độ mạnh của súp. Nghe ở đây thì súp nó đánh nó mới rung quần rung áo được. Chứ còn nghe qua TV điện thoại thì chỉ gọi là nghe vui vui, nghe tham khảo thôi. Không thể nào mà nó đánh như là chúng ta đánh ở đây, không thể nào kêu to bằng cái loa điện thoại được. Ở đây có đánh to bằng mấy không kêu to bằng cái loa điện thoại được. Đấy là về cái áp lực, còn về cái độ hay, cái độ tinh tế sắc nét thì thật sự là thu qua điện thoại giáp lên mạng thì nó cũng bị giảm cái chất lượng rồi ấy. Nó sẽ không thể nào mà nó phê như ở đây được. Nên là chúng ta vẫn phải nghe trực tiếp ở đây thì mới có được một cái nhìn, một cái đánh giá nó sẽ là khách quan nhất quý vị nhé. Và ngoài ra thì bên mình còn rất là nhiều các cấu hình khác, rất là nhiều cấu hình khác đang đón chờ quý bầu xung. Bên mình có các cấu hình nó từ thấp cấp, từ rẻ tiền, bình dân, từ bình dân đi, từ các cấu hình tầm độ 6-70 triệu, dưới 100 triệu, rồi là trung bình thì loanh quanh tầm 100-150, còn những cái cấu hình mà nó ok vip một chút thì nó tầm 180-200 đổ ra. Nói chung là rất là nhiều các cấu hình đang đón chờ quý bầu xung tại DVH Audio. Đấy, quý vị quan tâm mình cứ qua trực tiếp bên mình và liên hệ cho bên mình theo cái số hotline bên dưới màn hình quý vị nhá. Ok, clip này đi vest xin phép dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả thân mến trong những chương trình lần sau. Bạn đang lên kế hoạch sống một bộ âm thanh sự kiện? Bạn muốn mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời cho khán giả? DVH Audio cung cấp toàn bộ âm thanh sự kiện nhập khẩu chính hãng. Loa chính hãng nhập khẩu nguyên chiếc, thiết bị tủ máy được bảo hành chính hãng 2 năm. Đến với DVH Audio, bạn sẽ được trải nghiệm âm thanh thực tế nhất tại không gian test sản phẩm rộng rãi và thoáng mát. Chúng tôi hỗ trợ lắp đặt và bàn giao tại nhà. Đặc biệt, với những khách hàng mua bộ âm thanh sự kiện tại DVH Audio sẽ được bảo dưỡng thiết bị định kỳ 1 năm 1 lần miễn phí.